Thưa quý vị, vào chiều ngày 19 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố xong mức án đề nghị đối với 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình về 3 tội tham mô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ. Bị cáo Trương Huệ Vân từ 19 đến 20 năm tù về tội tham mô tài sản. Bị cáo Chu Lập Cơ bị đề nghị từ 11 đến 12 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn trung thân về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Cao Chí 10 đến 11 năm tù về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo khác bị đề nghị từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 20 năm tù giam. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thế Hùng, hay còn gọi là Cò, 73 tuổi, trú tại phường 14 quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, về tội giết người. Trước đó, trên địa bàn xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân là một phụ nữ 64 tuổi, tử vong, và chồng của nạn nhân, 64 tuổi, bị thương tích nặng. Đối tượng gây án đã bỏ trốn. Sau hơn một ngày điều tra, lực lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an huyện Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thế Hùng đưa về Tây Ninh phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, đối tượng Hùng khai do đã có mâu thuẫn trong việc phân chia đất của gia đình nên đến nhà của người cháu để giải quyết. Tại đây, Hùng thấy nạn nhân ở nhà một mình nên dùng búa đánh nhiều nhát vào người làm nạn nhân tử vong. Sau đó thấy chồng của nạn nhân đi về, Hùng tiếp tục dùng dao chém vào người chồng nạn nhân gây thương tích nặng. Gây án xong, đối tượng Hùng bỏ trốn về Cần Thơ. Liên quan tới vụ gây rối trật tự công cộng trước cửa Tòa Nhân dân thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang sáng ngày 20 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Châu Đốc cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt giam đối với Lê Anh Kiệt, trú tại thành phố Châu Đốc về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào sáng ngày 21 tháng 2, Tòa Nhân dân thành phố Châu Đốc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ liên quan đến 33 bị cáo thuộc hai nhóm thanh thiếu niên ở phường Châu Phú A và phường Phú Sam. Lúc này, Kiệt cùng với Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Hoàng Khang và nhóm bạn thanh thiếu niên phường Châu Phú A đến theo dõi phiên tòa thì phát hiện nhóm thanh thiếu niên phường Núi Sam cũng có mặt. Kiệt điều khiển xe mô tô chở Khang và Trung mang theo dao tự chế đến chém nhóm thanh niên ở phường Núi Sam, khiến nhiều người dân bỏ chạy vào sân tòa án, gây mất an ninh trật tự. Lực lượng công an bảo vệ phiên tòa đã kịp thời phát hiện, khống chế, bắt giữ Kiệt, Khang và Trung đưa về trụ sở làm việc. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại bãi lưu giữ xe tang vật vi phạm hành chính của Công an huyện Khánh Vĩnh, thị trấn Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, hơn 10 giờ cùng ngày, tại bãi tạm giữ xe của Công an huyện ở thị trấn Khánh Vĩnh là kho để tập trung các phương tiện vi phạm trên địa bàn huyện đã bất ngờ bốc cháy. Phát hiện cháy, nhiều người dân đã tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, lửa bùng phát nhanh, kèm cột khói đen cao hàng chục mét bao phủ khu vực. Lực lượng tại chỗ cùng với lính cứu hỏa và xe nước chuyên dụng đã được huy động tới hiện trường phun nước dập lửa. Hỏa hoạn không có thương vong về người, nhiều xe máy bên trong bị cháy đen, hư hỏng. Nguyên nhân sự việc đang được điều tra làm rõ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Ngọc Chính ở xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên do có hành vi cố ý vận chuyển 32 tấn đường kính trắng nhập lậu. Trước đó, trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện xe ô tô đầu kéo do ông Võ Ngọc Chính điều khiển đi theo hướng Bắc Nam có hành vi cố ý vận chuyển 640 bao đường kính trắng với tổng khối lượng là 32 tấn nhập lậu có trị giá 688 triệu đồng. Với hành vi nêu trên, ông Võ Ngọc Chính đã bị xử phạt 90 triệu đồng, đồng thời xử phạt bổ sung số tiền hơn 407 triệu đồng. Tổng số tiền mà ông Võ Ngọc Chính phải nộp vào ngân sách nhà nước là gần 500 triệu đồng.
Thưa quý vị, chiều qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi nhận hối lộ xảy ra tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng nhận được đơn tố giác tội phạm của chủ một doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Sóc Trăng về việc từ cuối năm 2015 đến đầu năm 2016, khi doanh nghiệp nộp thủ tục xin cấp phù hiệu tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng thì luôn bị cấp chậm và bị gây khó khăn về thủ tục. Khi đến gặp người có thẩm quyền ký cấp phù hiệu cho các xe hoạt động kinh doanh thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng để xin được cấp phù hiệu nhanh chóng, đúng thời gian, không bị gây khó dễ, thì người này lại yêu cầu doanh nghiệp phải chi số tiền 500.000 đồng một xe để được cấp phù hiệu. Do lo sợ gặp khó khăn trong việc kinh doanh, nên chủ doanh nghiệp đã đồng ý đưa tiền theo yêu cầu. Như vậy là từ đầu năm 2015 đến đầu năm 2023, ước tính tổng số tiền mà doanh nghiệp đã phải chung chi là trên 4 tỷ đồng và hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra mở rộng. Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hiện đang tạm giữ đối tượng Lò Văn Bằng, sinh năm 1998, trú tại tổ Bản Nọng, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào khoảng tối ngày 18 tháng 3, tại khu vực đường Lê Lợi thuộc khối 5, phường Lê Lợi, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Vinh phát hiện xe mô tô mang biển kiểm soát 29N5-8023 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang đối tượng tài xế Lò Văn Bằng đang tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3 gói nhỏ heroin. Qua test nhanh, đối tượng Lò Văn Bằng dương tính với ma túy. Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk vừa nhanh chóng điều tra làm rõ bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán người để phục vụ khách hát karaoke. 4 đối tượng gồm Huỳnh Minh Hùng 36 tuổi, Mai Gia Bảo 20 tuổi, Hoàng Trọng Khiên 20 tuổi và Lê Hồ Nhật Tân 17 tuổi. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 2 năm 2023, Hùng làm quản lý quán karaoke 307 ở đường Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Quá trình làm quản lý, Hùng có tuyển nhân viên nữ làm công việc phục vụ rót rượu, bấm bài cho khách hát. Vào tối ngày 13 tháng 3, khách đến hát có phản nàn với Hùng về việc một cô gái không chịu uống bia cùng khách. Ngay sau đó, Hùng đã hành hung cô gái đó và điện thoại bán cho Bảo với giá là 20 triệu đồng. Ngay trong đêm, Bảo rủ đồng bọn là Khiên và Tân đến mua cô gái về. Khám xét nhà các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng của Khiên. Hiện công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố 4 đối tượng cùng với hành vi mua bán người. Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa vừa công bố thông tin ban đầu về các kết quả xét nghiệm trên các mẫu bệnh phẩm trong quán cơm gà Trâm Anh. Theo đó, kết quả xét nghiệm các mẫu gà xé, cơm chan sốt trứng, hành phi, dưa chua đều bị nhiễm khuẩn. Kết hợp thông tin điều tra dịch tễ, triệu chứng lâm sàng, kết quả kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, Sở Y tế Khánh Hòa nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật, gồm các vi khuẩn như Salmonella, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus. Và tính đến tối ngày 18 tháng 3, Sở Y tế Khánh Hòa ghi nhận số người ngộ độc lên đến là 367 người, tăng 7 ca so với hôm ngày 17 tháng 3. Hiện còn 75 bệnh nhân đang điều trị ở 10 bệnh viện và trung tâm y tế tại địa phương. Thưa quý vị, theo dự báo thì thời tiết nắng nóng sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp trong mùa khô năm nay. Nguy cơ cháy rừng sẽ tăng cao tại khu vực các tỉnh Nam Bộ. Điều này đòi hỏi các địa phương cần phải tăng cường các biện pháp phòng chống. Trước tình hình đó, thì tại Sóc Trăng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh cùng các đơn vị có liên quan của tỉnh khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phương án phòng cháy chữa cháy rừng, tránh bị động bất ngờ khi có tình huống xấu xảy ra. Vào cao điểm mùa khô, được xem là điều kiện xúc tác dễ gây ra nguy cơ cháy rừng. Để bảo đảm an toàn cho các phân trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, công tác phòng chống cháy rừng đang được các ngành lâm nghiệp và các ngành chức năng tập trung triển khai. Không chủ quan với những nguy cơ cháy nổ, các địa phương có rừng cũng đã tích cực triển khai các phương án phòng chống cháy rừng. Riêng tại khu di tích căn cứ tỉnh ủy có tổng diện tích rừng trên 300 hectare. Từ đầu mùa khô, lực lượng phòng cháy chữa cháy nơi đây đã tiến hành xây dựng phương án phòng chống cháy rừng, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và người dân sinh sống xung quanh, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố cháy xảy ra. Chuẩn bị cho công tác mùa khô này đó là cũng như xây dựng cái phương án rồi thành lập cái đội phòng cháy, trong đó là có mời một số bà con xung quanh bìa rừng đó là vô trong cái đội phòng cháy của mình.
Thì trên cơ sở đó thì cái bà con sống xung quanh bề rừng đó là đi vô trong rừng là họ sinh sống bằng cái nghề mà ở trong rừng là họ cũng cùng mình là tuần tra rồi trực phòng cháy. Còn tại phân trường Mỹ Phước 1, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, đơn vị này cũng đã chủ động thành lập các tổ phòng cháy chữa cháy rừng thường xuyên túc trực để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nếu có tình huống cháy rừng phát sinh. Trong công tác phối hợp phòng cháy cũng thành lập là được 2 cái tổ phòng cháy, thì gồm 18 người, thì cùng với anh em là công nhân viên quản lý bảo vệ rừng của phân trường để đi làm vụ tuần tra rồi thường xuyên trong rừng để khi mà phát hiện kịp thời thì có kịp thời để cứu chữa. Hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có tổng diện tích trên 10.000 hectare đất có rừng, trong đó rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển khoảng 6.700 hectare, rừng đặc dụng gần 270 hectare, rừng sản xuất trên 3.300 hectare. Độ che phủ rừng là 2,53%, do đó nếu để xảy ra cháy rừng sẽ ảnh hưởng lớn đến tài sản của các đơn vị và nhân dân trong vùng, đặc biệt là ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của địa phương. Xác định được tầm quan trọng đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cùng các đơn vị thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Triển khai các tình huống giả định cháy do đốt rẫy, huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ chữa cháy kịp thời, tránh lây lan ra diện rộng. Bên cạnh đó, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng đã tổ chức cho công nhân dọn dẹp thực bì cạnh khu vực rừng để tránh sự lây lan của lửa. Hiện tại thì cũng đề nghị các chủ rừng trong mùa nắng nóng là diễn ra rất phức tạp, thì đề nghị các chủ rừng là vận động cho những người dân là hạn chế đi vào rừng. Cái thứ hai là cái vấn đề là không được là đốt đồng, tức là đốt đồng gian rừng. Đây, hoặc hay là cái nữa là dọn vệ sinh những cái cành nhánh mà sau khi khai thác thì không được là đốt trong thời điểm mùa khô. Đơn vị đã chủ động kết hợp với các sở ban ngành, đơn vị địa phương kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, trang bị phương tiện an toàn phòng cháy chữa cháy rừng để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Đơn vị đã chủ động với chủ rừng cơ sở, người dân xung quanh thực tập phương án phòng cháy chữa cháy rừng nhằm hạn chế thấp nhất đến việc cháy rừng xảy ra với phương châm 4 tại chỗ. Công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng được xem là một trong những công việc quan trọng hàng đầu. Bên cạnh sự chủ động của các ngành chức năng và đơn vị địa phương thì người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống cháy, sẽ phòng tránh các nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra, nhất là khi thời tiết nắng nóng còn kéo dài.